cứ ba con một fan. Rồi. Okay. Vô. Ok. Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở lần sandbox này, đây là lần bắt thứ 9 thì Khải trả bài cho anh em ở video trước với hơn 500 like. Và ở video này nếu anh em đạt tiếp tục 500 like, hơn 500 like ít quá. Nếu mà video này được 1000 like, Khải sẽ ra tiếp tục bắt bắt 11. Tại vì tối nay Khải sang một lần hai bắt anh em. Bắt 9 bắt 10 đúng rồi. Nói chung là video này mà hôm trước là Khải được 600 mấy like lận anh em. Nói chung video này Khải xác định là cai nghiện luôn em ơi. Khải xác định cai nghiện, Khải sẽ không đánh bot nữa nếu như không có đồ VIP gì. Trong buổi tối ngày hôm nay Khải trang 135 con mà không có đồ gì Khải xin phép cai nghiện nha anh em. Đó, nói chung là một rương 1,5 triệu anh em. Tối nay sang hơn 2 rương ấy là 3 triệu rồi. Mà không có gì Khải xin phép nghỉ nha anh em. Nghỉ bot nha anh em. Sợ quá sợ chừng rồi. còn thở dở. Còn gỡ mà gỡ bữa thì không được gì luôn anh em. Đừng nói mà gỡ, không được gỡ gì luôn á. Rồi. Cứ rớt đồ nhận thôi. Nói chung là khó rồi anh em ơi. Đừng nói mà gỡ. Khải không gỡ nổi luôn, đừng nói mà gỡ anh em. Chua như giấm. Rồi. Chơi liệt đồ thôi anh em ơi. Nói chung là tối nay mà có siêu phẩm á thì còn mày ra bát 11, bát 12. Còn không có xin phép ngừng cuộc chơi. Bát cuối cùng này là 130 mấy lần bài boss anh em. Đây, đưa một rương cho Hải rồi, còn này một rương này. Đó, con này còn mười mấy cái, 20 cái rồi này. Chung là phát cuối nè mày, phát cuối cùng. Anh em đang xem cho một like nè mày, mọi người cho Khải một like ủng hộ giùm anh em. Anh em có thể lock hai bạn, anh em like cũng được nè. Hả? Có khi nào anh tính là cái người thả bot là cái cũng phải đeo may mắn không? Hên xui cái đó chịu anh, sao biết được. Có biết đâu được. Thằng admin này nó tảng tảng. Nhà tới kia. Ok. Để anh một lần ba con rồi, bói anh em cho anh em xem. Bót chết báo trong Khải nha. Đang lóc ạ. À. Cái thằng kia nó đứng nó che máu. Kim sư huynh từ từ á. Kim sư huynh chỗ khác giùm. Má mấy thanh niên này trắng gớ gớ mà nè. Từ từ thả Hải ơi. Má chơi kiểu này sao mà đánh anh em. Không sao đâu, cứ đánh đi không sao đâu. Che máu rồi. Nó hơi khó tí thôi. Trời ra thế giới rồi mà gớ chứ. Thánh gớ. Thua. Thua mà. Thì anh em mình thấy mình cảm giác mình không hiểu luôn em. Nhạt kìa. Ok. Xem có tăng view không? Có chứ. Anh em đang xem cho một like nè mày. Rồi. Khui. Khui. Nón cùi này. Áo cùi này. Vũ khí cùi luôn. Trời ơi cái này kháng hỏa 15 cũng được ít tiền em. Kháng hỏa có 5, 20. Cùi quá. Nón 31 bao tay rác luôn. Rác luôn nè mày. Chỉ có đai lưng được cho xe thôi. Còn lại không có gì gọi là. Ôi ấy từ từ hả Hải. Avatar mày ơi. Đi đặt à? Đi đặt. Rồi bao tay lại. Khai bật auto 1.9 luôn nè. 1.9 là controller ấy. Ờ bên này fit mất auto 1.9 luôn rồi. Ai xạ. Đưa anh họ à. Ok. Đưa anh họ. ok là đưa anh họ lên chơi. Tự xếp đồ những đồ dùng thần. Rồi. Con chú G đúng không? Bán này, rác này. 19 rác này. Rác này. Rác này, rác này. Nhạt cả. Ok. Nên là đồng thế. Né bằng xíu này đứng đông quá. Kháng độc 19,
vũ khí này coi rồi, giày. Trời ơi, giày kháng hỏa giày cho mà chơi ta. 31, 620. Rác này mời. Rồi, rớt gì không? Chèo quá, anh em né vị trí bot ra dùng cái trời. Anh em đang xem cho một like anh em ơi. Video này cố gắng giúp Khải 500 like anh em ơi. Khải sẽ ra bắt 10. À, nếu video này 500 like Khải sẽ ra bắt 10. Tại vì đây mới bắt 9 thôi em. Đây mới một rương đầu thôi. Một rương đầu là bắt 9 thôi em. Khải còn một rương hơn nữa. Một rương hơn nữa là video đó sẽ là bắt 10. Đó, vậy thôi anh em. Đó, video này cố gắng lên hơn 500 like em ơi. Hơn 500 like Khải sẽ ra bắt 10 cho anh em xem tiếp. Còn không thì ngừng bắt 9 ngừng thôi em. Chứ giờ hên xui mà biết sao được. Anh em phải ủng hộ thì Khải mới có động lực để Khải làm. Anh em phải ủng hộ Khải mới có động lực để làm anh em. Rương một củ rưỡi. Đúng rồi. Anh em phải ủng hộ thì Khải mới có động lực anh em. Khải đứng auto chỗ này rồi anh em ơi. Cứ đổ rớt là Khải lẫm rồi. Rồi bó cho anh em xem nha. Đây, đôi giày này nãy xem rồi đúng không? Bóng này, bóng 520. Khải đứng lùi ra lần, đứng lùi ra Khải ơi. Ok. Vũ khí song đao này. Trời, tóc 30. Trời, không có dòng gì luôn. Cái này làm foil nè mày. Nhẫn này, có một nhẫn này. Trời, nhẫn rác nè. Nhẫn rác. Nhẫn rác, vũ khí rác. Đây, cho mấy ông này nè. Đây lưng thắng băng dàn chủ động vứt nè. Vũ khí dày nè. Vũ khí tóc 30 này là mình phôi được nè. Cái này cho nè. Nhẫn nhẫn kìa. Đây lưng thắng động 19 vứt luôn nè. 520 vứt cho anh em luôn. Một cái nhẫn thôi. Một cái nhẫn này. Không banh 17 không có gì em ơi. Anh em đang xem cố gắng em ơi. Ủng hộ 500 like anh em. Được Khải lấy hình đại ca ra đây. Khải bói rồi. Theo lời OLED xem thử có may mắn không em. Hò đại ca. Khải sẽ cho hò đại ca vào. Chưa cho hình hòa đại ca đây nè. Giờ mới cho nó. Hồi đại ca vào từ có mấy mấy không nè. Lưu hình ảnh. Hồi đại ca. Nhạt kìa. Ok ok. Nhạt kìa. Ô tầm mã có gì kìa. Còn cái nón nữa kìa. Đây. Có một cái đao nha nè. Con này xong ngừng nhân hái rồi. Đồ nhiều rồi. Nó khai tích. Rồi, okay. Ngừng nha, ngừng đi. Cho nó đi né tích, đông quá anh em ơi. Đứng đông bu qua vậy. Không thấy đường nào mà đánh anh em, Hải cũng bó tay luôn em. Rồi, Khải đưa hình hò đại nhân lên em. Thôi coi thử linh thiêng không. Thấy OLED bảo làm thưởng phát thử. Ok. Làm thưởng phát anh em. Hò đại nhân xuất hiện. Ok. Hò đại nhân. Anh em đang xem cho Khải một like anh em ơi. Video này lên 500 like thì Khải sẽ tiếp tục bắt 10 nha anh em. Sẽ tiếp tục bắt 10 trong tối nay luôn. Còn không thì coi như là ton. Đó. Họ đại nhân là xuất hiện. Mong cho họ đại nhân đổ một tí nè em. Đổ một tí đen quá mà. Đó, đứng trên Khải một tí đi. Đó, đổ một tí nè. Đó. Rồi, vô. Mở đồ. Bỏ đồ nha, bỏ đồ nha. Họ đại nhân xuất hiện. Xong đao tóc 30 rồi này. Cái này shop này. Nón shop này. Đao, hai cái đao này. Khăn lôi 19 được này. Cái đao này được này. Bao tay. Khăn lôi 27 này. Bao tay khăn lôi 27. Trời ơi, cái đao không có tóc. Hải ơi, tiếc vái nồi. Đao, có cái đao à? Không có tóc, vái thì. Rác, 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 rác. Đao này bán cũng được. Rác này. Rác này. Rác này.
Trời ơi, luôn chờ nó quanh con năm má mày về chơi. Còn quán kia. Ơ xương mà. Cho anh em này. Trời ơi, nó quanh giờ sao mà đánh hả? Cho anh em ấy. Này xem lực lực anh em. Bao tay này, không banh cho này. Trời ơi, cái đau đẹp quá này mày. Từ nha, được Hải đưa hình tấm hình lần này một tí, nó bị che một chút à. Né lên này tí, đó, ok. Trời ơi, quanh ngân độc kháng này nọ các kiểu vãn rồi. Anh em đừng theo sâu ông ơi. Trời ơi, theo sâu khổ rồi, đừng theo sâu anh em. Nếu đừng theo sâu. Gì, ông nào không theo sâu quá xong rồi bói đồ được. Né nào anh em, trời ơi, thua rồi. thua. Anh em thấy kiểu này sao chơi anh em? Cứ nhặt đi, sao đâu, kẹt mẹ đó. Chơi kiểu không phê mà lây tí nào. Anh này đào kháng lôi kháng sát thương này. Mà ghét với thằng nhặt đồ kia thôi. Bó tay mà. Đào kháng lôi này. Vậy xong đào này. Đứng chặn đồ anh em thấy không? Trời đông quá, đứng này khó mà soi đồ anh em. Mấy chân này kìa, chơi kiểu lên. Ok ok ok. Nhận rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Khổng thức linh. Yo. Yo. Trời sát thương nữa. Không có tóc hả ơi. Quá nhỏ. Anh em xem vui lòng né ra. Anh em xem vui lòng né ra. Có siêu phẩm tặng mỗi người 100 xu mẫu xanh. Cái hình chất á. Anh em né ra, có siêu phẩm tặng mỗi người 100 xu anh em. Cái hình đấy của cái ông kia ông gửi ra. Rồi khui này. Khui hai sông đào kết này. Trời ơi, Sida anh em ơi. Trời, kết không có gì luôn. Rác luôn nè mày. Không có gì. Này rác nè. Rác nè. Đại phong đào. Ở video này đạt 500 like. Đạt hơn 500 like Khải sẽ tiếp tục bắt thứ 10 nha anh em. Này mới bắt 9 thôi nè mày. Bắt 9 Khải đánh một rương. Bắt 10 trong tối nay nếu mà đạt 500 like Khải sẽ tiếp tục bắt 10 nha anh em. Khải tiếp tục bắt 10 nha. Đó. Khui. Trời rác. Khui. Rồi áo kim 30 này cho ông nào có rác xài được này. Rồi cho ông nào rác này. Rác này. Cái này cái bàn bỏng đồ cho xe mang được này. Đào này anh em đụng nó chứ. Đó. Cho ấy. Cho cái nỏ sát thương không 23 này đỡ làm phôi đi. 23 này chắc chắn sau này sẽ có người làm phôi. Đừng theo sâu anh em. Né dù khác đi Nam. Trời ơi. Để né dù khác đi Nam. Đừng theo sâu. Có Khải hú. Bù đồng quá không thấy đường Nam. Trời ơi, che luôn boss rồi. Hải thấy đường không vậy? Không sao đâu. Nhạc ok đường. Ok. Nè, làm đồ này. Chịu thôi chứ biết sao được. Đông quá. Đã đánh ở trên live mà là chịu thôi. Đồ này bằng thái nhiều vậy. Cháu con em vậy. Thật tự á. Nhận đồ không kịp, nhận đồ không kịp. Còn không chết được. Lâu đừng theo sâu anh em. Rồi, bó cho anh em xem này. Anh em cứ theo sâu thôi, không vứt đồ được anh em. Làm chậm 20. Rác. Gia chiến ok. Ôi, rác em ơi. Ra cho này. Trời, đông quá, đông nghẹt luôn em. Áo này cho anh em bán rác này. Nón này, kháng độc 13, sinh lực 91 này. Sông đao 520 này, cho này. Sinh lực 130 này, cho này.
Gia chiên này đỡ làm giá tấu nè. Đai lưng này được nè. Đây đây đây. Đai lưng thắng banh 21 này được nè. Cho xe mang nè. Nón banh vứt nè. Áo trúng độc 40 cho luôn. Giày kim cho luôn. Rồi hết rồi đó anh em. Anh em đừng theo sâu. Đừng theo sâu. Anh em né ra đi anh em. Đừng theo sâu anh em. Có siêu phẩm 20 kim tặng mỗi người 100 xu. Hôm nay là 20 kim em, hôm trước 10 kim không được, hôm nay phải lên gấp đôi chứ. Anh em đừng theo sâu. Đông quá anh em ơi, đông mà anh em theo sâu như thế này Khải không thấy đường nào mà Khải lấy đồ luôn. Phải ai lạ. Rớt đồ nè, thủy tinh nè. Nhật nè. Nhật nè. Trời ơi, gì anh Khải thích hình đời xuống pha ba lần phá. Anh em coi này, mọc tinh nè. Má chán vãi thiệt. Anh em thấy không? Ông ai làm gì, anh em thấy không? Anh em thấy không? Bó tay mà. Khải cho anh em mà, Khải không có sốt. Anh em có rác thì Khải vứt cho anh em bán cái bít đồng anh em. Khải không có lấy. Bá vương tiêu. Đây nè. Ok ok. Rồi tầm này bó được rồi nè. Đừng theo sâu anh em. Đừng theo sâu khó chịu quá. Bói nè. Bây giờ sao bạn nó đi ạ? Không bạn nó được đâu. Cái này nãy rồi. Kháng bênh. Cái này shop này không được gì luôn. Đại lưng 19-20. Ngọc bội 15. Nón shop nè. Đại lưng 7 sinh lực lượng nè. Shop nè. Các sinh khí. Sinh khí 16. Bao tay. Rồi mấy cái này cho xe rác này. Cho xe này. Nó bù như chết đói. Xe mang được là mới cho anh em. Xe mang được mới cho. Cho cái này đã bán được này 19 nhạt kìa, nhạt kìa. Ok mày, cho cái xấu nè. Nhạt cái đài. Cho bao tay 15 kháng lôi nè. Cho cái gia truyền sinh lực nè 10 nè. Đó, cho ấy. Rồi. Nhạt kìa. Ok ok. Nhạt như chi bạch ngọc. Rồi nhạt rồi. Đừng theo sâu em, mắc ông thủ thần cứ theo chi mình với ta. Phi shop này thì sao? Cho một con này. Tạm giờ là 4 con thủy thì mong rất vũ khí nè. Vũ khí tóc các kiểu nè. Mày sạm sạm, mình chả hiểu không được. Auto theo sâu luôn ông nội ơi. Né chỗ khác coi. Chỗ khác cái nào. Cứ theo sâu không trời. Theo sâu ám luôn rồi. À anh em thấy không? Không bán shop thì nó hết kẹp sao đâu ấy. Cho kiểu này nó theo. Cứ theo chờ mình vứt một lái anh em. Cái nào cần mình vứt chứ cứ theo như này mình chạy mình khó chịu vãi nồi. À, anh em cố gắng cho Khải một like nè mày. Video này 500 like Khải sẽ tiếp tục lên bát 10 trong đêm nay luôn. Một bát sẽ là 60 cá nha anh em. 60 cái sẽ là 1 triệu rưỡi nha nè. Một bát của gà sẽ là 1 triệu rưỡi nha nè. 60 cái và nhờ bà Tăng và Lóc đánh nha. Và anh em nào mà muốn đánh boss thì có thể BM Facebook Hải Lê. Mà bà Tăng và Lóc đang đánh cho Khải đây. Sẽ sang dùm cho anh em 30 xu cho một con. Đồ đạn như thế nào không biết, cứ rớt ra anh em nhặt đồ thôi. Xếp bà Tăng đang có cho mình là set may mắn 13. 3 nè. 3 nè. 3 nè. Với lại ngọc bội 4 nha nè. Với lại 15k phú duyên. Đó, gần 16k nè. Lâm nè. Đã xong một con nữa bói đồ nè. Xong một con nữa bói đồ cho anh em xem.
Video này nhớ 500 like nha anh em. 500 like nha anh em. Ok boy. 500 like nha anh em. 500 like Khai sẽ lên bắt 10 nha. Đâu vậy? Rác này, cái này này coi rồi. Tiếp tục. Kháng họ 17 sẽ lực lực. Kháng họ 17 luôn. Rác. Trốn 30, không có tiền. Kháng họ 17. Rác nè mày. Thôi, sốt. Đai lưng làm chậm 20, vãi nồi, cho à. Rồi, xong đao rác luôn. Xong đao này. Không có gì luôn. Ngọc bôi rác luôn. Nếu dòng khác coi đậu xanh. Trời ơi, thả ra mấy ông đồng lụm liền không nổi rồi. Thua luôn á. Nhưng cứ theo như thế này anh em. Theo như thế này sao mà đồ Khải nhặt được. Ví dụ như Khải muốn đưa ra ngoài clone sao đưa. Mắc này chơi kiểu khó chịu cơ ta. Thua luôn rồi. Bán shop. Bán shop không cho nữa. Bán shop là không là hết thôi. Phá. Chắc chắn có xem lại trong đó không? Không có đâu nè em. Không cho phước giờ giao dịch thôi chứ biết sao giờ. Nhạt kìa. Ok ok. Cứ theo sau theo sau. Đứng bên kia đây đồ nào sinh lực nó sinh là sinh lực nó lực cao thì phải cho nhạt thôi. Không có nhạt, nhạt không ok nhạt. Ok. Rồi. Vãi ai nó bù như kiến. Không thấy đường mà đánh luôn ông ơi. Ông nữa cái nằm động nó két như không luôn. Đâu không có năm đập đôi giam đánh đâu. Đâu nhìn thấy đâu. Để nó. À, là nãy giờ đánh không có em đọc hả? Ừ. Để nó tự đánh thôi. Em đọc kiểu này đâu nhìn thấy đâu đấy. Hơi lâu tí. Rồi, lụm đồ. Hai hồi kim, một hồi mộc. Video này anh em ủng hộ Khải 500 like nè mày. 500 like Khải sẽ tiếp tục lên bắt 10 nè mày. Khải sẽ tiếp tục lên bắt 10 nè. Mỗi lần Khải làm sẽ là một rương số 10 cái. Nhạc nè. Nhạc nè. Nhạc nè. Nhạc này có một khổng thức lên hợp kim nha. Có một khổng thức lên hợp kim nha. Nhạc thêm một cái nữa bó cho anh em xem. Có một gia truyền hợp kim luôn nè. Lụm nè. Nhạt. Ok. Nhẫn nè. Trời ơi đồ nhiều vậy. Từ. Này bó nhanh anh em ơi, bó nhanh. Áo này. Shop này. Shop nhanh bán shop đi. Ok rồi xong. Hai cái áo không có gì nữa mày. Hai áo ở kim nam mà không có gì. Rồi tiếp tục này bói nè. Ngọc bói. Thổ không anh thua. Bao tay kim không anh thua con. Áo kim không anh thua luôn. Shop. Gia truyền mọc không có gì luôn. Nhẫn. Trời nhẫn rác luôn anh em. Vũ khí này. À vũ khí này này bói này có khẩm bức linh này. Trời không. Đâu, nó vứt ngay chân mình máu này nọ chứ. Độc sắc không có gì. Không có gì. Dâu. Đai lưng 520. Giày. Nón. Không có gì. Nhạt. Ok. Này cho này. Nói chứ cho mấy ông này. Sinh lực. Khăn lôi này. Áo. Áo ráp này. Đai ráp này. Gia truyền rác nè. Vũ khí rác nè. Bao tay kháng độc 16 cho nè. Khổng tướng linh độc sát 14 cho nè. Bán này giả tổ nè. Kháng họ 17 nội lực cho nè. Ok. Đai lưng 20 nè. Úi da. Đụng quen nó ngồi trời. Hai món nè. Bao tay này sinh lực lực. À để cho bao tay này. Cho tay này. Đó. Gia truyền làm giả tổ. Nãy chưa được gì luôn em. Đậu xanh nãy mấy chục con rồi hả? Chưa được món nào. Còn 24.
25 con. Trời ơi, mấy ông cứ đi theo sau tôi làm gì, tôi khổ quá mấy ông quá. Né dùm cái đi anh chị em. Trời ơi, thôi thua luôn. Né ra dùm. Có đồ sinh lực, đồ lực cho. Nó đồ sắc à? Nón đỡ nỏ độc sát để em anh cho rồi quý. Vứt rồi em ơi. Không nói sớm. Vứt nãy giờ giờ bị em. Nó cùi. Độc sát có 14. Anh thua gì? Anh còn vài cây độc sát cao mà song đao trời. Rồi anh nói song đao với trời độc sắc trên 35-40 khá là nhiều luôn em. Sau này không bên rẻ hóa rồi chứ quan trọng gì. Chả bao giờ anh mình chả bao giờ rẻ. Sau vào tầm tím mình rẻ không bao giờ. Thì tinh mắc như gì. Nhỏ quá nè em ơi, gần nửa rương 30 cái à. Chưa có gì. Đông quá nổi nè em. Anh em cho một 500 like nè em ơi. 500 like nè em ơi. Cố gắng kiếm siêu phẩm nè em ơi. Nãy giờ 30 cái rồi. 30 cái rồi. Thổ thủy hỏa đâu, thổ thủy kim, thổ thủy kim, thổ cho trước rồi. Thổ được hương nang rồi, vớt rồi. Ấy kim, kim kim ra hương nang. Thủy thủy là hai ngọc bội cho anh em xem luôn nè. Ngọc bội cái này kim rồi, kim sinh lực một lực. Trời áo không có phục hồi. Rác này, áo áo khăn thô khăn băng rác này, nón như áo khăn họ mà không có phục hồi nè, áo này cũng sốc luôn. Rồi toàn rác này mày, này, tầm này không cho nữa em, cho mấy ông này cũng đứng phá quá. Chón khăn họ đủ dòng sinh khí 20, không phục hồi. Bước này, bước này. Khăn động 5. Cứ phi hết và shop và xong hay gì đó. Trời, những áo này em, cái này phục hồi nó đẹp nhỉ. Yeah. Số, số. Nhạt kìa, nhạt kìa. Gia truyền thổ cái coi, con thổ mới chết đúng không? Thổ mới chết đúng không em? Thổ mới chết đúng không em? Đúng rồi. Đồng quá, bù phá nè. Gia truyền thổ ơi. Trời không có kháng cả luôn. Chùa quá. Nón thời gian chống độc làm gì. Trời hai cái nón thời gian chống độc 40 hai cái. Theo sao mà nó theo nó ám từ đầu tới cuối luôn nè. Chịu với mấy ông này rồi. Bu nha rồi bu. Rồi à, cố gắng rồi. Kiểu này chiếc toàn này. Còn thở còn gỡ mà khải thái khải gỡ. Càng gỡ càng lỗ nè. Lập đồ. Rồi à, cho trong bói luôn. Lập đồ kia. Có một. Càng thở còn càng gỡ hơi bị canh á. Đơn giản luôn nè. Càng chết chứ gỡ gì. Càng chết thiệt chứ. Càng quá.
cỡ gì nào vậy? Mai cái 40 đó làm phôi nè. Phôi nó nói vậy sau này nhiều lắm em ơi. Nói anh em cứ đợi dành nha Khải Ngý. Ba cái này sau này nó quá trời. Rẻ như cơm, rẻ như cho luôn em. Đúng rồi. Nó chỉ mắc mắc thì tin thôi. Còn ba cái đồ này thì sang ngồi bán đòi. Nó là người không bao nhiêu đâu. Nhưng mắc thì tin mắc quốc riêng thôi. Còn ba cái phôi nó bán đòi. Ok ok. Rồi 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 quá tưởng rồi. Tại vì ba cái phôi kháng cao đồ này nọ à, Khải nói thiệt chứ sau này nó đầy lắm. Rất là nhiều. Trời phá kìa. Đứng nhìn mình xem mình cũng thấy còn lọn mắt luôn nè. Cố gắng nhìn con boss nó gần chết đó. Không biết như thế nào, không biết ra được bắt 10 nói không này. Khai Gia Lai em ơi, Khai Gia Lai. Hên xui em ơi, còn thở là còn đánh anh em. Còn nước còn tắt anh em. Còn hai mấy 30 cái mà. Còn 12, 16 cái. Hồ Yến Mộc. Rồi, Hồ Yến Mộc làm gì? Gia truyền nè. Kiếm cái siêu phẩm rồi nè, gỡ vốn rồi. Bữa không thấy gì luôn á trời. Khui. Khui 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 khui. Giày ra. Áo. Ra. Ở tay. Rạc luôn. Đây. Kháng hỏa dòng 1. Nội lực 170 mấy. Cho xe mang. Chả làm được gì nè mày. Đấy. Bao giày rác luôn. Rác luôn. Phục hồi 20. Rác luôn em ơi. Trời giày 1-3 dòng không có gì luôn. Dây chiên. Cái chiên này gia tổ. Rồi rác nè. Bán cho em coi nè. Rác nè. Cái này cho anh em xe nào mang được nè. Bán sốt tội nè. Đây. Dây này xe mang được nè. Đây lưng này ok. Đây lưng này. Ôi giá nhiều quá. Nè đây lưng này xe mang được nè. Nội lực 178. Bao tay nè. Cho nè. Nội lực 91, 92 cho nè. Xe lực nè. Áo nè. Ok ok. Rồi, bói. Bóng. Độc sắc. Không có gì luôn. Trời, độc sắc, khăn lôi. Giày, áo. Nón. Rồi, rác. Đây, rác nè. Áo rác nè. Nón rác nè. Áo rác nè. Giày rác nè. Trời, khăn lôi. Rác nè. Dòng 1, dòng 2 vứt. Ok ok. Đây vứt cho mấy ông này mấy cái vũ khí nè. Cứ đứng là ngồi, ngồi thì vứt cho chứ gì đâu mà. Ai đâu. Cứ đứng theo phá là hơi bị khó chịu anh em. Rồi khui. Đây. Ba này là khui rồi. Cắn banh 17 shop. Cái này shop chả làm được gì. Trời nó 13, 19, 30 15, 20. Toàn thời gian cũng đọc nè mày. Trời ơi. Toàn mới thời gian cũng đọc nè. Cũng đọc nè, quan trọng ít người xài nữa chứ. Thôi vứt 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 vứt. Vứt nè, 19, 30 nè. 15, 20 nè. 15, 20 nè. Sức lực một lực cao nữa nó dành gia tẩu. Nhiều khi tìm không ra nè. Nó bảo tìm nỗ lực 151 trở lên tìm không có.
Mộc, Mộc, Thủy, Kim. Má đông quá, nó còn ra thế giới nữa mà. Kim của bổng nè, thất bào lông nón nè, báo quân tiêu nè, báo quân tiêu hòa thủy nè, báo quân tiêu hòa thủy nè. Trời, không có gì luôn. Một dòng khắn hỏa rác luôn, rác luôn, rác luôn nè mày, nón rác luôn. Vũ khí à, nón, nón này được nè. 17-30 chưa cái gì luôn mà. 14 nỗ lực cao nè. Rồi, không có gì. Đây, bán rác nè. Áo nè. Rồi, vũ khí nè. Vũ khí nè. Áo kim nè. Nón này nghe mi mang được nè. Chưa được món gì luôn. Nãy giờ khả chưa được món gì luôn nè. Rốt một cái cho thử vui không. Hai cái khăn lôi sẽ lực lực cao. Được mấy cái sinh lực lực chứ chả được gì luôn em. Không cho vứt thì mình giao dịch em. Nhưng vứt thì giao dịch. Hả? Nhạt, nhạt. Ok, ok. Lửa âm. Từ từ, đợi, đợi, đợi. Kinh quá. Kìa, mẹ đi, mẹ đi. Hai cái nón. Đấy. Đứng gần. Đây thôi, cần gì chạy xa vậy? Không đâu. Kệ nó chạy, kệ cha nó chứ. Không giao dịch mà lo gì. Năm động. Kìa. À đây đây. Bảy con cuối. Vũ khí áo dây chuyền. Trời ơi. Nó cái kích 5-6 dòng mà những quần què. Xem này, em thấy không? Đọc sắc có 15 rồi chứ. Quá cùi. Áo rạc lụ, dây chuyền. Khăn lo cho người mì rồi. Trời ơi, toàn rác nè. Toàn rác thôi. Này. Nón nè. Nón nó trong 20 rác nè. À, giao dịch mấy cái này nè. Cho người mì rồi danh người mì sai nè. Nhạt kia. Ok ok. Kháng tất cả 20 kìa. Kiếm cái kháng cả 20 lên luôn nè. Một ngọc bội. À, dây chiền, một áo. Rồi, đã tiếp chất hàng này bỏ tiếp. Nhỏ quá. Kìa, nhạt kìa. Ok, ok. Xong này bó luôn nha em ơi. Xong này bó luôn nha. Bây giờ anh em cứ nghĩ đây. Xanh bót mà ngồi nó phát cái này. Mà tâm lý nào mà xanh anh em. Xong này khai ọp luôn nha. Khai không, không xanh nữa đâu. Anh em không thích thôi, khỏi xanh nữa. Chứ quan trọng gì đâu. Anh em không thích xanh thì khỏi xanh thôi. Khả xanh khả tốn tiền mà. Khả chưa cây mà anh em là cây. Sao được. Giờ người ta đánh mà khải nhặt thôi chứ khải câu giờ gì. Đúng rồi, năm độc nó có rút độc đâu mà. Thứ yên đam hết mà. Thổ này. Giờ đây khải xanh một lần là tốn 1,5 triệu mà anh em. Anh em nói này nói nọ thì thôi, lần sau khải khỏi xanh thôi, sao đâu. Chứ giờ anh em có nghĩ là xanh bóp ngồi phát cái này mà tâm lý nào mà xanh anh em. Ông Hải cái đánh kìa cũng đâu độc mà nói chi. Hết
Xem một con nữa, lụm đồ nhặt bói nè. Không được, bây giờ cũng vậy thôi em. Nó đứng đứng cạnh cũng vậy, nó cứ đi theo sâu đâu vứt được đâu. Theo sâu đâu vứt được, nếu mà không đứng vứt cho nó nhanh như có đâu giao dịch thì nó mất giờ. Anh em cứ bảo giao dịch cầu giờ, vãi nồi cầu giờ. Xanh tốn tiền là phải xanh không không đâu em. Còn em không thích xem thì thôi, sau đó thích xem thì còn một rương nữa tí bán thôi em. Bán khỏi xanh, xanh làm gì, xanh tốn tiền được gì đâu. Chiều anh em mà anh em không thích xanh thì thôi, quan trọng gì. Anh em có nghĩ này, đứng phá này, đó, đứng che boss này nọ này. Nên là con boss nó chậm chết. Chứ nãy mà không che boss là boss chết nhanh thì đâu phải đánh kiểu lâu như thế này được. Anh em bảo là câu giờ hả? Vãi là câu giờ. Anh phá cái này rồi biểu sao không? Nè anh em thấy không? Đó. Hải có thành mì tôm. Mì tôm dừng kỳ nó còn phá này thấy chưa? Không thấy không? Chơi phá này mà xanh nãy giờ đều nói thiệt anh em chứ. Xanh mà như thế này là ai Khải đây, Khải người bỏ tiền là Khải chưa thấy vui mà sao anh em vui được. Chưa được mà kiểu này nó phá cái này không xanh được. Anh em có nghĩ đi, phá cái này sao mà xanh được. Đó giờ đến thành mì tôm chân kỳ ra đứng đàm bót. Anh em thấy không? Giờ sao mà xanh? Đây ok, đây cho anh em xem được gì. Em thấy không? Đứng nó phá boss này. Đó. Phá kiểu này mà sao xanh được, sao mà yên ổn được. Đây, coi mấy con boss cuối. Nón rác này. Áo rác này. Căn độc hầm 2. Xấu. Rác lụt. Rác lù. Trời được cái chơi mà không có gì luôn. Sát thương 9 rồi. Rồi rác tổn tập. Không có gì luôn. Rồi shop luôn cho nó nhanh thấy nè. Kháng hỏa 15 nè. Kiếm nè. Thần pháp 4 nè. Shop nè. Shop nè. Shop nè. Shop nè. Shop nè. Shop nè. Đó. Này chưa là cho mấy ổng nè. Chúng mình cho mấy ổng thôi còn bán cũng được thôi anh em. Cho nè. Sinh lực cao nè. Cho nè. Cái này là cho xe nè. Con bên 19 cho luôn nè. Hết luôn rồi đúng không Hải ơi. Đó to một rương đó anh em thấy không. Thế nào. Xem bot khá tốn tiền mà anh em không làm chia sẻ mà anh em cứ bảo nghĩ đi kiểu này xanh cái gì giờ người ta phá là chịu thôi chứ sao Khải biết được anh em, người ta phá mà sao Khải biết được chứ. Khải xanh tốn tiền là mày không không anh em, tốn 1,5 triệu ấy. Khải xanh Khải tốn tiền là Khải chưa cây mà anh em cứ xem anh em cứ cây làm gì, giờ người ta phá mà chứ đâu phải Khải tự phá Khải đâu. Anh em cứ nghĩ cứ bảo xanh cái gì mà nó phá đứng dậy sao mà đánh câu giờ này nọ. Khải câu giờ làm gì, Khải cố gắng đánh cho nhanh, Khải lấy đồ cho anh em xem, bó cho anh em xem mà máy ông này cũng phá thì chịu ơi chứ. Giờ sao là đủ thừa Khải được. Đó, mì tôm này ra phá thấy chưa. Nó mới giết mưa ngầu này. Đó, nói chung là một rương này là ton rồi đấy. 1,5 triệu, chưa được món nào luôn. Anh em thấy không? Anh em la nhiệt tình rồi này nọ mới ra còn đánh tiếp cho, còn anh em cứ nói là câu giờ, nghĩ sao là câu giờ trời. Mình lo mình đánh mình nhặt đồ so cho anh em xem. Phá thì boss thì nó phá. Boss thì nó phá mà anh em bảo là câu giờ. Đi vào shop hết đi, đi vào shop hết đi là nó ế thôi. Ừ. Cứ vứt ra nó vậy á. Đúng rồi, bỏ tiền bỏ công cho anh em xem mà người này chửi người kia chửi thôi, boss tay nè. Đúng rồi, phá quá nè mày. Giờ mà mở ra nó phá nữa. Khá không hiểu sao luôn. Mới hôm trước còn đánh bình thường vui vui rồi. Nhặt đồ cho đồ này mà anh em thấy trời đứng như mình thiệt một nuôi mà cảm giác như mình xanh mà Hải đánh không được, Khải không nhặt đồ được, vứt máu rồi vứt tán độc vứt tư lung tung con đại điểu ông nội, thì nhìn kiểu đó hết muốn đánh luôn, đừng có mà đánh. Nói thiệt anh em chứ Khải mất tiền ấy, nhưng mà Khải nó bình thường thôi không sao hết, còn anh em thì anh em thích coi á thì ủng hộ một like.
lần sau Khá sẽ đánh tiếp cho anh em xem. Còn anh em không thích coi thì thôi không sao cả, chứ anh em đừng bảo Khá là câu giờ. Khá câu giờ làm cái gì, game mà chơi vui yếu bói nhanh cho anh em xem câu giờ, làm gì có giờ gì mà câu. Rồi còn rương boss anh em muốn đánh nữa mà thôi anh em không thích thôi ngừng thôi anh em. Đó có một rương là 1,5 triệu đấy. Còn anh em mà thích đánh hay là muốn muốn thơ set đồ của ba tăng thì cứ 1,5 triệu một rương, còn lại việc đánh thì ba tăng lo. Giá cả thì bây giờ Khải không biết lên hay xuống, cứ một con 30 xu. Còn hình như mua một rương này là 1,5 triệu là Hải lo hết đúng không Hải ơi? Đúng rồi. Đó đó, nên như là set đồ ba tăng gì lót thì bữa giờ sang nhà Khải anh em cũng biết rồi, là set đồ 13, gia truyền 3, nhẫn 3, nhẫn 3 và ngọc bội 4 với 15.000 phục duyên. Đó, thế chung là set đồ cỡ đó mà sang hên xui thôi biết sao được. Đâu phải là muốn đồ gì là ra đồ đó đâu năm. Đó, hên xui mà. Đó, Khải hết một rương rồi ấy. Hết 1,5 triệu rồi, không còn gì á. Anh em thích thì ủng hộ thôi chứ đừng đừng có comment nói Khải câu giờ. Khải câu giờ làm cái gì? Đó. Còn anh em cũng thích thôi sao đâu. Đúng rồi, phá quá. Thôi cái gì chắc Khải ộp lại video này em ơi. Video bát 9 này mà anh em ủng hộ lên 500 like thì tiếp tục làm bát 10. Còn không thì Khải bán hết số lượng kia rồi Khải nghỉ rồi em ơi. Nói chung là Khải đã theo mấy bát lần này thì gần đây thì không được gì anh em. Nói chung là khá là lỗ. Lần này là bát 10, bát 9 rồi. Bát 9 này tính ra bay hơn mười mấy củ rồi em. Chủ yếu làm cho anh em xem, anh em bói đồ cho anh em xem chứ còn nhiều khi anh em xem không thích thì thôi cũng chả sao đâu. Thích thì ủng hộ một like Khải ra bát khác, mà không thì Khải ngừng thôi, Khải ngừng không đánh nữa. Trong tầm này chủ yếu sang bot anh em xem cho anh em vui chứ còn anh em không thích thôi sao đâu. Hiện tại bây giờ còn 74 cái đó, 74 cái này Khải bán này, ví dụ Khải bán anh em coi 74 này Khải bán ra lại 206 này là Khải thu là được 20 kim đó vậy thôi, có gì đâu. Đúng rồi. Thôi cái gì nói chung là hôm nay thì bắt 9 thất bại nữa nè mày. Bắt 8 là thất bại và bắt 9 là thất bại nữa. Không được gì, nói chung là ton gần hơn 4-5 triệu cái đợt gần đây rồi. Trong chưa yên thu. Những bắt trước thì cũng thu được ít à, không có nhiều. Thôi cái gì tạm đây Khải xin phép Khải off livestream nha. Nói chung cũng khiêu nè mày. Định đánh thêm nữa mà nhiều anh em không thích thôi nên là không đánh nữa. Nếu video này được 500 like thì đánh tiếp. Còn không được 500 like là coi như Khải sẽ bán 74 cái kia Khải nghỉ luôn. Đó, vậy thôi, đơn giản. Đúng rồi. Xã hội mà, đúng rồi anh em. Nói chung là anh em ủng hộ like thì bữa sau Khải làm tiếp mà Khải không biết cách nào để cho khỏi phá anh em, không hiểu anh em. Không, bây giờ. Không biết cách nào. Ông đợi 150 like nữa thì bán tiếp. Đợi gì? 150 like kìa. Đúng rồi, chắc đúng rồi. Phá quá thôi, nghỉ thôi, biết sao vậy. Nói chung là không cho làm, không cho đánh cho anh em xem thì nhiều khi mình cũng khó chịu anh em. Đông quá là tràn lan, anh em có nghĩ lúc nãy nè, đứng chỗ boss này che hết boss này, ông nội tôi sao mà đánh? Không thấy máu sao mà đánh được, sao mà canh máu được. Bạn có bán ạc và đang không hương phạm ơi. Không hưng vạn mày, không có ạ. Đúng rồi, chắc làm clip thôi, không có like được anh em ơi. Like này nó pháo quá. Ví dụ như Khải đánh clip xong rồi Khải up lên cho anh em xem thì được chứ. Đúng rồi, Khải đỡ like như thế này pháo quá, trực tiếp pháo quá. Thôi cái gì video này anh em thấy thích thì ủng hộ Khải lên 500 like. Khải sẽ tiếp tục lên bắt 10. Còn không thì ộp nha anh em ơi. Ộp lần sau thôi. Rồi chắc bán cái quán này mày. lỗ. Rồi không xanh nữa nè mày, nó phá lắm, tầm này phá lắm, đang like nó phá lắm nè mày. Rồi cái gì Khải off video nha, chúc anh em ngủ ngon nha, tầm này Khải cũng tranh thủ ngủ nè mày, cũng khá là khuya rồi. Ok bye bye anh em nha, hẹn anh em khi khác nha, khi khác Khải làm video thôi, Khải không like nữa, like phá quá. Bye anh em nha, quá phá nè mày, hết người xem rồi, thôi anh em. Ok bye bye anh em nha, Khải off đây.